mọi người, lại là em Trang nè. Ừ. Mọi người thấy em cầm máy quay mọi người bất ngờ không? Khá lâu rồi em không cầm máy quay trời phải không mọi người? Tại vì hôm bữa giờ mọi người nói em hỏi em hay live stream trên TikTok với lại idol á. Mọi người hay hỏi em là sao bữa nay chị Trang không cho anh Thiết nữa, hay cho Trang không cho anh Thiết nữa. Mọi người, tại bữa giờ em không có rảnh em đi làm á mọi người nên em không có cho được. Mà cũng đã lâu lắm rồi em không cho chồng, hôm nay em chiều lòng mọi người nha. Em cho chồng em bữa. Nope. Mọi người có nghĩ là em trôi như vậy không? Em thiệt em chưa biết em trôi gì đó. Bữa giờ lâu lắm rồi không trôi cũng chả biết trôi cái gì á. Buồn buồn tự nhiên muốn cầm máy quay trôi ổng vậy á. Mà muốn mà mọi người có muốn em trôi chồng như vậy á, mọi người nhớ bình luận dưới nha. Em tham khảo xem nào buồn buồn em trôi, cứ buồn buồn em trôi. Em chiều là mọi người buồn buồn em trôi vậy nha. Nhưng mà hôm nay em có ý tưởng trôi là nha mọi người. Ủa? Gì vậy? Em thiệt em chưa biết em trôi gì đó. Là sao vậy mọi người? Cầm máy quay lại mọi người biết rồi chứ. Chắc chắn là cầm máy quay là sẽ trôi đó mọi người ơi. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thề hiểu được. Mà em nghĩ á, chắc chồng em á, ông cũng không biết em trôi đâu, em nói thiệt. Tại ai mà theo dõi kênh lâu lắm em chắc biết tầm khoảng nửa năm nay là em không trôi chồng rồi. Tại nữa, đúng không mọi người? Bây giờ mọi người có nghĩ em, bây giờ em mà vô có trôi ổng á, chắc ông nghĩ á, chắc ông nghĩ em giỡn, cũng không nghĩ em trôi đâu hả? Để em nghĩ thử, chắc để mẹ ổng ra vậy. Tránh đâu trôi. Hồi nãy nha, em vô nói chuyện ổng lơ em á, em ghét rồi em nghĩ tưởng em trôi ổng á mọi người. Cái nãy giờ ổng lơ em á, chắc em nghĩ thôi chồng thương, chồng yêu, chồng cưng em rồi, mà ổng lơ em mà thành cục xích rồi nha mọi người. Nên bây giờ em rảnh em đi trôi chồng, em nghĩ được mà em trôi chồng. Mọi người muốn biết em trôi cái gì á thì theo chân em thử nha. Anh làm gì vậy hả? Làm gì vậy? Làm cái điều gì làm cái nhảy thấy nè, hói rồi tự chứ thấy rồi còn hói nữa. Em nói chuyện ai? Gì vậy? Em nói chuyện anh mà anh làm cái vậy? Thì đang làm cái điều, nói làm cái điều chứ sao? Làm nói chuyện tức đợi hãy thử. Đâu, cũng cái gì vậy không? Cái anh làm mà cũng... Sao? Sao là sao? Đấy là ý kiến đấy. Bữa sau nói chuyện em nói anh bữa sau nhăm nhăm, bữa sau nói nhăm. Cái gì? Sao em nói chuyện anh lơ, nói chuyện... Lơ gì thì em nói anh trả lời cho lơ như vậy. Sao em không nhìn em? Giờ anh đang bắt người đang làm video mà Miễu nhìn. Nhìn này nè, hiểu không? Có chịu lắm. À, đâu, đã nhìn được chưa? Anh đâu có lại đuôi đâu mà không nhìn. Để ý là không sao. Nhìn ở đấy. Ngọng chút được đấy. Ngọng chút được, ngọng chút được, ngọng nhiều lần. Chút được ấy. Nhiều lần ngử ra ngọng. Đấy là em ngọng chút được ấy, thử, ta thử. Được, 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 được. Lên gì vậy? Ai ốt thì mà. Bị mẹ. Ờ, tự nhiên vô vậy. Sao có ý có chuyện gì sao mày? Ý là em nói anh mẹ mệt sáng nhanh sáng chưa? Chứ anh đâu hỏi lẹ vậy, sáng đi dẫn đi sáng rồi mà giờ hỏi nữa. Ý là đói bụng không? Mới anh đâu đói bụng nữa. Điên rồi. Vậy sao? Anh hào không? Anh hào không? Sao mày nghiền cái tay nó tấu đi. Giờ đánh gì chứ? Giờ đánh nãy giờ còn tấu em có đánh đâu. Nhưng tấu gì tấu rảnh. Không tấu mệt. Là thích này giờ đang thích. Giờ đánh gì chứ? Anh vô. Vô đi. Làm cái làm nhạc. Thì sao? Thì sao? Ê, muốn ăn không? Thì anh nghĩ chứ hối gì. Anh xin kinh nghiệm nghe coi. Em về giúp em xíu đi. Nữa. Cũng nghe gì tướng nó sao tốt vậy chứ. Giúp cái gì? Ý là hôm nay kèm nó giết mà nó mua tay quế không? Cái gì? Kèm nó giết đi. À, mấy ngày nay mưa bóng rồi trời. Chứ, tướng nó sao? Sao giờ có làm không? Ý là không làm mà đòi cái anh nghe. Người gì đâu lẹ. Em mới nó mặc thay thấy không? Thì anh đang làm video nè. Không, giờ có làm video rồi. Giờ có làm không? Ừ, giờ có làm không? Nói anh nghe nữa. Chịu luôn.
làm cái gì vậy? Thấy vợ làm rất là đẹp và chồng. Không, tao thấy không làm mà đòi em nghe. Người ta mới làm, có làm được có em nghe. Em trước chưa có mà làm được, mình làm gì vậy? Trúng làm sao tốt, nhẹ cái gì đâu, đưa đây nhẹ. Em nói được nhé. Thiệt. Chưa. Điên rồi. Ở cái đâu? Để em thấy, em nghe đấy. Trúng làm sao tốt cười. Chị bỏ sợi bông vô chè để chè không vậy? Dạ, chứ không phải người ta cũng thường là cái số không sao chứ. Trời ơi, anh nghĩ sao? Mà nay tốt vậy chứ. Ai mà cũng phải bắt được bắt làm nữa. Anh này quá, con người có làm mới có ăn cho anh thử, anh nghĩ sao vậy? Xin đèn cái gì đâu, xin đèn cái gì mà. Sao anh không muốn làm thì thâu, bây. Mày thật mà chua luôn, bây ít là thiệt này. Nó tức cơ lắm luôn, nó tức lắm luôn chứ. Chứ còn gì nữa không ạ? Ủa? Ái gì? Anh này nấu hơi sức đâu nữa không anh? Ôi, bất kỳ như chó rồi. Vậy sao không nói rồi còn mập như heo? Em cho giam con, em sợ anh biết gì, bởi người ta nói biết gì anh le. Quá em làm á, anh làm nấu đâu. Thì tí nữa em làm, anh chỉ có ngồi im thôi, em dâng tới miệng luôn. À, nhớ, không phải cách này làm, này làm nào đâu, anh ai làm nấu nữa đâu. Chè giết rồi không mỏi đâu. Vậy sao anh, ủa vậy tính anh đâu thương vợ anh đâu, chè mất đâu giết mà mỏi, nãy giờ em chè, sao em chè mới giết anh sao? Ủa anh đang chè giết anh luôn á nha. Đâu đỡ làm, thiệt không? Rồi tính đứa làm nghiêng đó rồi, đúng không nhau? Anh chịu đứng vô nhà thôn nữa nha, em bảo đảm nó không lận luôn á. Cái gì? Em bảo đảm là nó không lận luôn. À. Thôi em đi vô nha, anh chè lại nhanh đi nha. À đi vô kìa, đúng rồi, nói đi đâu đều quá. Ê ai, ê bà kia kìa, khi liều. Sao mấy anh? Anh cái gì mà chè có mấy đồ về đâu giết mà anh tưởng tượng như chè cái gì sao mà anh lâu mùa hâu dữ vậy? Đâu vậy? Sao vậy? Đi đâu vậy anh? Từ từ chớ điên hay sao vậy? Nói đi, nói đi. Chị lấy nồi cơm chị. Ờ lấy cơm làm gì? Lấy nồi cơm trưa anh cơm 10 giờ rồi. Muốn là có em làm mà có anh nhanh lên. Điên sao nhanh lên? Ý là anh không thương em sao? Sao? Điên sao vậy? Thì làm mới anh. Sao nấu? Điên sao làm? Điên sao? 10 giờ 10 mấy rồi, máu cơm gì bè mé không trưa vậy anh cơm nữa. Có anh cùng bè mé lẹ sao? Sao mà anh muốn mẹ mẹ lên sao? Anh thương em sao vậy? Đang nấu vậy thì chẳng phải dè 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 chứ. Ừ, anh đố quèo lên con mèo vậy anh hử? Người kỳ cục vậy, nhanh lên. Ấy làm, anh hết gạo nữa rồi á, hết đố bớt gạo vô ơi. Đố bớt gạo vô nhanh lên. Mập thiệt luôn. Đố bớt gạo vô. Đổ xuống vậy cho anh nhẹ được đổ cũng được đấy. Nó hai lon. Nó hai lon. Bút đầy lên, sao con người, bốn em người ăn mà nhiều chút xíu vậy bạn? Đúng nha. Nữa, miếng nữa lon. Đổ bớt gạo vô. Bạn mập mà bạn làm biếu quá vậy. Nấu đây mẹ đi. Gì hi? Ý là sao hi? Cái nấu có chân cua. Cái nào cua mà dạy hi? Ừ. Rồi vô bếp chứ. Đã làm gì đâu. Đã làm gì đâu. Chứ bình thường sao hử? Nãy giờ thì kia đi nhá, mở cho nó nhanh nhá. Tại tục khứng luôn, nó thiệt luôn. Chứ bình thường em làm mấy. Sao chồng không thương em vậy? Ôi chồng hết thương em rồi đúng không? Thì ngừng làm cái gì nhá. Dựa làm này, dựa làm nọ. Giờ sao? Giờ ý là chồng có muốn ăn không? Chồng nói. Thế sao chồng cầm cho chồng cầm cam ràm dữ vậy? Chồng nấu nha, vừa vô vừa qua thử nha, ăn gọi nha.
Máu xong đầu rồi nha. Đỡ chút rồi nó lâu. Anh không biết chị vui lên trên cái nè. Người đàn ông phải nhanh hơn không thấy lên. Lên em cũng xuống em cũng chơi kìa tại vì anh nữa chứ quá anh không. Tiệt hết muốn luôn à. Bây giờ sao dù muốn không? Ý là tại vì anh không? Anh nhanh hơn, anh nhanh hơn anh. Anh dính trong anh chưa lâu kìa. Gì nữa? Nó khu dính trong kìa phai em đã anh phai em. Đó thì từ chứ sao. Leo là xuống nhặt leo lên đâu nữa chứ mà leo cây lấu hết nhèo nghe. Đâu xuống nhặt cái cây đi. Thiệt. Sao mỗi lần người sao nhặt cây dữ vậy? Làm cái gì nữa, nó làm luôn mẹ cũng làm vậy đang không? Có gì đâu, hiền thành được nhà không phải lại được gì đâu mà lẹ bắt cái mặt lên cho nó khô. Khô lên. Sao nãy giờ làm bà? Cái mẹ nó đang leo một biểu. Người kỳ cục quá ạ. Đâu sạch chị nghe, vô bếp nó lại á. Đây chồng xin gương, thương gương mút luôn á. Cô làm mẹ đi. Sắp khô luôn. Nãy giờ leo tay cho. Đâu em đi cướp được nữa kìa. Đi. Bên kia, chưa leo kìa. Cửa lẻ lắm nhà tùy thuộc đến. Còn cái gì nhốt nữa nhé. Chưa. Chưa lẻ nhà đâu làm sao mày. Mày chẳng nhìn đâu. Đen gì. Làm luôn mày. Có em luôn đi. Đen ư. Đen. Dạ em trong đây nè. Đâu. Quên rồi. Sao lại đóng cửa đấy. Làm đi rồi đóng cửa làm cái gì. Hả. Ai ố thì mà. Sao? Giờ để sai để làm gì nữa? Đâu, ý là mệt không? Nghĩ là không làm chưa đủ dài, giờ để làm gì sai, làm gì đừng có sai tay heo quay nữa nha. Ý là mệt không? Sao mệt? Mệt ngồi nghỉ xíu đi. Mệt luôn á. Ê, mệt ngồi nghỉ xíu đi. Em làm đi. Còn nghỉ xíu đi. Xíu nhỉ? Sao? Ý là từ từ em đang bếp mát mát làm chưa? Chắc mệt khỏi được đâu, không có em chứ không? Đó. Mình thông tha thịt chiến ăn được chứ, mình thông thôi mát được mới ăn được, cái nãy giờ lắm rồi hả? Chúc mặt thiệt luôn trời. Ngồi đấy chờ chút nha. À, đi. Thôi chút đi. Nha. Mơ mặt gì đâu, cho cái dùng làm á nha. Mơ mặt gì đâu, cho cái dùng làm á nha. Sắp được sướng rồi. Mọi người đúng tật mè lấy chắc mọi người luôn. Dành lô phi vút. Không được. Đúng rồi. Đấy là làm gì cậu bán vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Đánh chưa? Ủa sao chưa đánh vậy? Hả? Làm gì cậu ráo vậy? Điên hả? Làm gì vậy? Thì làm cái gì nữa? Chứ làm cái gì? Sao? Làm gì? Hậu, anh Hậu. Hả? Anh Hậu. Thì em nói theo đây. Theo gì nữa anh? Theo gì nữa anh? Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười. Bởi vì anh vô tâm cười điều đơn giản lắm. Trong môi em anh cũng tắt nụ cười. Trời ơi. Ôi chết cơ. Ôi chết cơ. Em làm hèo em luôn. Em làm thiệt ngon. Heo đây mẹ em luôn mẹ. Thế sao anh nãy em nói sao? Anh em im còn nước sùng rồi đó. Em nước một cái hai cây rồi đó mẹ. Ôi chết xuống như mày nói heo này. Trên đôi heo gì nữa?
Trời ơi, mày giết tôi luôn mày. Mày làm một số giờ đâu, mày che giếp thiệt đồ, che che gầu đồ lung tung á. Nãy giờ làm mệt như vậy. Bị con này đi lại. Làm mệt rồi. Mày chào tôi không? Mày chào tôi đúng không? Chào gì? Chào tôi mày đóng mẹ luôn đi. Nhưng em chào anh. Ở đây thấy không? Đó, em chào bệnh viện không? Bệnh viện. Tại sao anh? Em làm anh đây nghe. Chứ anh nghĩ sao vậy? Ừ. Con điên ấy. Ừ. Đi cho anh nghe chú lại. Con đâu anh nghĩ như vậy? Tại sao anh mẹ yếu mẹ yếu mẹ yếu mẹ chồng anh mình mẹ. Là anh gì? Ý, em làm sao thiệt ngon luôn á. Chứ anh nghĩ gì đâu vậy? Mày ừ, chết mày đến trời rồi. Mày anh nghe mẹ em vô mẹ em từ chốt mẹ biết vậy tôi khói làm mẹ đi chứ đâu. Cho anh nghĩ gì nào vậy? Đừng có nghĩ tương xấu xe gì nào nha. Mày đi em đỡ tôi làm mày đi mày. Anh chứ anh biết mày ngon lắm. Mày chẳng ngon em nuốt không đâu. Sao? Chứ đâu mà nghĩ gì? Chứ đâu phải nào, chứ đâu nào. Mày đâu phải cái đầu bùi vậy. Đâu nào mày ăn đi, mày ăn đi, mày ăn đi. Thì em hỏi thằng Hồng. Em hỏi anh không anh ấy kiếm gì? Tôi nghĩ em hỏi anh đâu là anh ấy không không biết hỏi gì. Em nghĩ như là mệt rồi bà bố có sức khỏe. Em nghĩ bà bố có khuyến không người ta nó tốt lắm anh nghe. Tốt mày bạn đi. Thì em anh đi có xe tụi mày. Mày nhớ chuyện tao lộn với tao làm nấy giờ làm đúng rồi bây giờ làm chưa cho mày được. Anh giúp em làm được đấy. Chiều nay đó làm mình đầu video sao giờ có chưa video chưa? Tiểu sai làm chuyện này chưa xong sai làm chuyện này. Ủa làm video gì? Làm video thì người khác làm được ấy. Anh cũng nhờ anh được rồi. Anh tin em đang cấu cá lên anh đang lấy được không? Giờ anh không? Chị mấy anh? Anh nghe rồi anh đang lại em. Anh nghe rồi anh đang lại em. Sao nó quên đi? Em tới tháng mà. Cái gì? Quên đi sao? Bữa nay nghỉ mãi đầu quên đi. Bữa nay chạy rồi đúng. Ủa đúng nha, em đuối đang theo nè. Yêu cái dưa. Chứ mới đây theo, em hỏi đang theo không chứ buồn. Wow. Sao tới là giờ anh đang... Chán gì đâu luôn. Đào công tình làm cái này. Ông chốt chưa? Đào lớn nhờ như kỳ như một con trâu của bà. Đào ngồi bình thường em luôn. Nhưng mà em có thể hồn nước của anh. Đây con này em công tình em nước của anh. Cái gì? Em biết thư thú vị ra sao rồi chứ. Nói anh đi nha. Ủa? Nhiều đi. Ngon không? Ngon. Ngon. Mình ghét là con đi. Mỉ hầu gì đấy? Ở hầu gì đấy? Ừ anh thử, bữa nay mình đi hầu đánh nha. Ngon à? Điều dư. Ngon mà, anh nhìn nhiều chút. Nó sức phí. Để nó tưởng anh rồi nha. Ai hốt đi mà. Ngon anh, ra bước anh. Chân nạ em. Nói là anh ngọc lẫn tức nữa. Ủa chân nạ em. Công tình đi nốt anh bạn nạ em. Em nghèo lắm, ngon lành luôn. Đồ đầu ấy tôi thích em nghèo mà đồ em nghèo cũng ngon lành luôn. Ừ. Em mua tạng ớt. Em mua chát lên kì. Là ớt mà để em mua lần 2 tí rồi. Em sợ em muốn mua 2 tí. Mày chậm đi, mày chậm đi. Sao vậy? Sao anh chịu em bằng bè? Nhanh lên. Để nói lòng anh nữa. Ôi con quý này cái ớt buồn không? Nhưng mà em thử. Nãy giờ tụi anh, nãy giờ em nhìn tôi. Anh thức em nhẹ nhàng lại rồi. Một mày đụng cái đá nữa không? Cái làm gì vậy? Đá nữa. Ai hút thì mà. Mày đi đi anh. Đi đi anh. Mẹ mẹ nhớ lòng không? Con mẹ đây. Anh nào? Mày đó đó. Đó đó. Mày có quý ai đó đó. A few moments later. Cái mẹ là mày ghét. Sao? Muốn cho em nói anh hỏi anh nghèo không chứ anh? Dạ số mày quay ra cho chứ nhỉ? Mày biết nghe mà tao đủ hơn sao đây hở đây cho tôi đó là tôi đã không muốn cho mày đâu. Ủa? Nay giờ mày quay lại mày cho mày muốn cho phải không? Mày nay mày muốn cho tôi đó không? Mày chắc chưa? Em cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Ủa? Em làm gì anh? Từ hôm nay em ra thù chút ớt như thằng thiết comment này đâu hả? Trời ơi chưa?
Ghê chưa? Em đừng có đỡ thằng Thuyết có me này nha. Anh em của anh đông lắm nha. Em coi cái đầu em chập hết như hào não hay nha. Em muốn tình đi cô không? Hả? Em có muốn tình đi cô không? Anh nói nhiều em coi nhá. Anh đang nghe mới được. Trời ơi, đủ đen cô không? À, anh nói nhiều quá ạ. Ủa nãy giờ em nói em đuổi anh ăn heo không? Rõ ràng em nướng heo anh ăn, anh thấy heo vậy nói heo lúc đầu đi. Heo con heo ơi. Nướng qua hành mẹ đi. Thì em hỏi anh ăn heo không? Em đâu, giờ em có heo nướng mẹ đây mày cố tình mày tao tôi biết quá. Heo xuất thái nè. Anh muốn heo gì em có. Ừ anh, em mua 2 kg anh ăn không? Giờ ăn không? Mẹ nói không ăn. Không. Mẹ tôi nói mày nhớ bạn bè tôi á. Tôi có một ngày tôi vậy cho mày. Sợ á. Tôi kêu anh em tới độ mấy tôi cho tôi cạo cái đầu mày cho biết, tôi kêu thằng đau chúng nó cạo chập cái đầu mày cho biết. Tui... ra đường đi tình mày cô tôi chấp nhận à, kêu mày đi với cô luôn. Đau mà nó dám đụng đầu tóc tôi cùi à. Tôi kêu muốn mắt mày đẹp tôi luôn cho ông bạn. Giờ anh không? Giờ mày muốn gì nói mẹ luôn. Giờ muốn gì nói mẹ luôn. Đứng ra kêu cái đầu bạn. Giờ nãy giờ nhịn nhiều hả? Quá nãy giờ ông nở tình còn rầu hả? Lập luôn hả? Lúc nào không biết mày. Nó không hiểu mày. Anh nở ra bạn hết rồi. Nhìn mặt lắm. Nhìn để coi mày cười điếu điếu tôi. Nó sao nữa? Anh nữa không? Nữa không? Sao không anh? Anh tự xuống tay này chứ. Hầu nữa em. Nói tay vậy. Đừng tương ái là anh lên mạch nha. Không có tình gì mà làm chuyện nhà quý này nữa không? Ở bình thường em làm không sao nha. Anh cũng người anh nha. Không? Không có được gì đâu. Em làm không sao có được anh là anh giải thử. Anh cứ thương vợ anh. Người anh mẹ đâu, người anh mẹ đâu. Mọi người ở đây thấy mình trôi em hay mọi người. Bởi sao mọi người cứ muốn em trôi ống gì mọi người nhớ bình luận dưới clip nha. Em cứ buồn người đầu là em trôi ống, em buồn đầu em trôi ống. Nên anh chị cứ bình luận dưới em có thôi, em không biết thì em nhờ anh chị đúng không? Mọi người hay thì nhớ cho em like một share nha. Em cảm ơn mọi người nhiều. Nhớ bình luận đó em xem trôi ống tiếp nha mọi người. Chắc giờ ông điên lắm rồi em vô ông vỗ ông chứ không tí nữa. Ông quạt ông cục người ta chiều luôn á. Tạm biệt mọi người nha.